Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Phương Lê livestream tặng tiền mùa dịch, ai khó khăn cũng được nhận. Hoa hậu Phương Lê chuyển khoảng 300.000 đồng tiền mặt thay cho 15kg gạo tặng những người nghèo mùa dịch. Mới đây, Hoa hậu ở nhà 200 tỷ Phương Lê vừa tổ chức livestream để chuyển tiền cho người nghèo trong thời gian mọi người ở nhà thực hiện giãn cách xã hội. Trên sóng livestream, cô tuyên bố sẽ chuyển khoản mỗi người 300.000 đồng tiền mặt thay cho 15kg gạo cho những ai đang gặp khó khăn và để lại số tài khoản. Hoa hậu Phương Lê chia sẻ về việc làm từ thiện vô cùng đặc biệt này. Mình không có lựa người quen hay gì hết. Cứ ai bình luận cần giúp đỡ là mình giúp đỡ liền. Sẽ có hai trợ lý của mình ngồi chuyển khoản cho mọi người liền. Nên mọi người an tâm là ai được đọc tên giúp đỡ là sẽ nhận được tiền. Nàng hậu chia sẻ. Được biết Hoa hậu Phương Lê đã thực hiện hoạt động gửi tiền cho bà con được 3 ngày. Nàng hậu tâm sự, 3 ngày qua tôi cũng gửi tặng họ gần 1 tỷ rồi. Dịch bệnh, tôi có sức khỏe, xem như một điều may mắn. Tiền để đó làm gì trong khi không khỏe? Tôi sẽ phát thêm một tuần nữa, nên những người khó khăn thật sự thì hãy để lại bình luận nhé. Mọi người cùng chia sẻ rộng rãi để những người nghèo họ biết đến và vào bình luận. Do số lượng người cần hỗ trợ quá lớn, nên Hoa hậu Phương Lê nhắn nhủ với người dân trên sóng livestream, cứ bình tĩnh rồi mọi người đều sẽ nhận được nếu ai có hoàn cảnh khó khăn. Nếu có thể thì tôi thật sự muốn gặp mọi người để trao tận tay. Các bạn nếu chưa nhận được thì cho tôi xin lỗi. Mai tôi sẽ tiếp tục trao tặng bà con, cổ ích lòng nhiều, tôi mong chia sẻ đến mọi người. Dịch bệnh, tôi và gia đình đều có sức khỏe xem như một điều may mắn, tiền để đó làm gì trong khi không khỏe. Cô bày tỏ thêm, nhà mình ở khu Thảo Điền, quận 2 có sân vườn trồng đủ loại cây trái, rau cải, nên dịch này mình không tốn tiền mua đâu, mình sẽ dành tiền đó tặng cho bà con. Hiện những bài viết của bà mẹ ba con Phương Lê đang nhận được nhiều sự đồng thuận của khán giả. Ai nấy đều ủng hộ hành động vô cùng ý nghĩa này của cô. Trước đó vào dịp Tết, Phương Lê cũng cùng với Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh cũng thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện giúp đỡ những người nghèo như tặng hơn 10 tấn gạo. Hoa hậu Phương Lê là một trong những người đẹp được chồng đại gia cưng chiều. Phương Lê được chồng đại gia treo thưởng 12 tỷ nếu giảm cân thành công. Hoa hậu Phương Lê từng gây sốt khi được ông xã đại gia tặng 6 tỷ đồng tiền mặt vì giảm được 6kg. Chưa dừng ở đó, Hoa hậu Quý Bà Hòa Bình 2017 còn tiết lộ ông xã hứa treo thưởng thêm 500.000 USD, khoảng 12 tỷ đồng nếu vợ giảm thêm 4kg. Vào ngày 8 tháng 3, Phương Lê còn hào hứng cho biết mình vừa mở thẻ đen cho ba cô con gái, mỗi thẻ có hạn mức 2 tỷ đồng một ngày, khiến ai nấy đều choáng. Chúc mừng 8 tháng 3 đến với ba cô gái mẹ yêu thương nhất cuộc đời này. Cảm ơn các con về tất cả. Cảm ơn đã cho em niềm tin động lực sống để thành công. Cảm ơn con đã làm con của mẹ. Cảm ơn con đã hiểu chuyện hiếu thảo, ngoan ngoãn. Mẹ yêu ba chim sâu nhiều lắm. Hôm nay mẹ tặng ba con ba thẻ ngân hàng để các con tiêu xài tự do theo ý mình. Đây cũng là cách mẹ dạy dỗ các con theo cách riêng của mẹ. Chúc ba thiên thần của mẹ luôn khỏe mạnh vui vẻ, nàng hậu viết. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.